Dạ, xin kính chào quý bà con cô bác. Thì hôm nay Dung đang ở trường chuyên biệt ở quận 10. Hôm nay thì Anna có một cái chương trình là khám chữa bệnh cho các trẻ em trường chuyên biệt tại quận 10 á. Thì đây là đang trong phòng khám nha. Dạ. Hiện nay thì để khám cho các con thì cũng tương đối là khó cả nhà. Đòi hỏi là được không? Bạn phối hợp không cô? Bạn này thì ngoan. Bạn này ngoan hả? Trời ơi, các con khi mà cắm răng đa phần các con đều rất là lạ lẫm, thành ra là phải nhờ cô giáo hỗ trợ thì bác mới khám được. Không, bạn ngoan nè, còn hồi nãy mấy bạn là không có chịu. Dạ, nhưng mà hồi giờ là trường mình có khi nào cho tổ chức cho các con khám răng không cô? Có khám sức khỏe bên khám sức khỏe định kỳ cho cô. Dạ. Có, nhưng dạ. Một số cũng hợp tác, một số không hợp tác. Dạ. Thôi bây giờ mình có tổ chức những cái hoạt động như bình thường niên á để cho các con có cái sự quen dần á. Dạ. Cô là cô? Cô giáo ở đây. Dạ, cô tên gì? Cô Hậu ạ. Cô Hậu hả? Dạ, cảm ơn cô Hậu. Sáng giờ là nhờ cô Hậu rất là nhiều á cả nhà. Dạ. Chú ngồi bên này nha, chú cho con ngồi bên đây xong rồi chờ xíu. Chờ một xíu. Dạ. Đây. Khám chưa? Chị cho bé khám chưa? Dạ, về qua đây nha. Dạ. Thì sau khi thăm khám xong á, thì là sẽ được bàn bên này là sẽ tư vấn kỹ cho các con để xem là các con có cái bệnh lý gì á, thì sẽ hướng dẫn cũng như là sẽ điều trị tiếp. Dạ, và hôm nay thăm khám thì Anna có đưa qua đây là hai ghế. Dạ, em chào anh. Em qua hai ghế. Thì đa phần là khi mà khám cho các con thì cũng tương đối là phải dụ dỗ. Sao con? Ngoan nào, ngoan nào, ngoan nào. Ôi giỏi nào, con tên gì? Con tên gì nè? Sao con nó căng hạt hiện ra? Đúng rồi. Không sao đâu con. Bác sĩ chỉ có coi cái răng đẹp của con thôi nha. Con tên gì nè? Con tên gì? Con tên gì? Đẹp trai quá nè. Con tên gì mẹ? Nhật Hoa hả? Nhật Hoa hả? Trời ơi, Nhật Hoa đẹp trai quá. Bắt tay Nhật Hoa cái nè. Đó. Bắt tay nè. Bắt tay nè. Bắt tay cái nè. Giờ chú khỏi cần cái cây luôn. Con há miệng thôi, chú không đưa cái gì vô hết á. Há miệng cho con. Há miệng ra, há miệng. Nè bác sĩ không có đưa cây gì vô luôn nha. Rồi con há miệng thôi. Há thiệt to, bác sĩ coi cái răng đẹp thôi nè. Đó, nắm tay mẹ nè. Cô. chị là mẹ hay là cô giáo? Cô ba. Cô ở nhà hả? Tại mẹ đi làm á. Vậy đó hả? Đây nè. Ôi giỏi, đẹp trai nè con. Mẹ giỏi nè. Dễ hơn á. Cô giáo ở đâu? Cô giáo của bạn đâu? Cô giáo của bạn đâu? Nhờ cô hỗ trợ đi. Con chờ xíu cô vô với con nha. Cô giáo vô với con nha. Đó. Chờ xíu nè. Ngoan nè. Ngó bộ hôm nay đi khám hơi cực ha. Chưa có cái trường nào mà bệnh nhân không hợp tác như trường này. Bật lộn luôn á cả nhà, từ sáng giờ là khám không được. Cô giáo đến rồi. Trời ơi, cô giáo vô khác liền. Trời giỏi quá nè, giỏi quá nè. Rồi A nè, A nè. A nè. A tôi nè. Qua. A. Đó, ô răng đẹp nha. Đang thay răng thôi. Thay răng. Cái răng rụng đó bây giờ mình nhổ hay là mình tự để chỉ mình giật cái nào tốt hơn quá tiên? Dạ thì cái này rung lai. Nó rung lai, nó chuẩn bị rung lai đó, mình không biết là mình tự nó rụng hay là để mình tự động mình giật nó ra. Thấy nó mùi mùi rồi á, thấy nó mùi mùi rồi thì là cô giật ra cũng được, còn không đưa bé đến phòng khám đi. Đưa bé đến phòng khám phải nhớ đem theo cô giáo giùm con nha. Dạ. Đưa đến phòng khám là bác sĩ nhổ cho, không có bị tính phí gì đâu. Các con á là ở trường này á là một trường chuyên biệt thì đa phần á là các bạn bị hay gọi là tự kỷ hoặc là bị rối loạn ngôn ngữ hoặc là rối loạn hành vi, đa phần là như vậy. Có nhiều bạn rất là lớn nhưng mà bạn giống như là một bạn trẻ 3 tuổi vậy đó, thành ra là khi mà cái công tác khám này á, thì nó rất là khó. Cả nhà từ sáng giờ khám được có mấy ca hả? Dạ. Thì bên này khám xong chưa? Bé Kiều. Hồi nãy tiến sĩ gì quên mất tên rồi. Dạ. Không, cái bác sĩ Nam á. Tiến sĩ Hà hả? Nam. Bác nói á là lâu lâu á là tập hợp ra ngoài cho bác tuyên truyền lại sức khỏe cho cha mẹ xíu. Có nghĩa là mấy cô sẽ nhận quà xong mấy cô dẫn ra ngoài đó. Sao em? Chị có thắc mắc là bé nó không
đông ngày càng đánh tăng cũng không hợp tác nữa, cho nên là bây giờ vấn đề là sau tới tụy thì phải đến phòng khám để gặp bác sĩ. Nếu mà không can thiệp được thì chị có đưa cháu vào trong bệnh viện để thành phố, để bác sĩ sẽ ở khoa trẻ em bàn ra, bác sĩ họ sẽ phải những biện pháp giúp cho con. À, tuy nhiên dù ở đây mà chị về nó được cái bé thì đến phòng khám em thì nó tiện hơn cho con, cho chị về cái thời gian. Còn không thì mình đi vào bệnh viện thì nó sẽ chuyên biệt hơn và bác sĩ họ sẽ có điều kiện cho con. Qua bên kia kìa, chị qua bên kia kìa. Cho con ngồi ghế đó nha. Đi theo cô. Bé khám chưa chị? Rồi. À bé khám rồi hả? À chờ 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 bàn bên này tư vấn lại nha. Rồi con lên ghế đi con. Hợp tác nha. Vui đó, người ta đang rất là vui á. Dạ. Có cô giáo đến hỗ trợ nè. Ồ, giỏi quá. Trời ơi. Giỏi quá trời giỏi luôn. Rất là đẹp trai luôn á cả nhà, đẹp trai lắm, các bé là rất là đẹp, rất là dễ thương. Dạ đây cho bé lên ghế này luôn ạ. Rồi lên ghế rồi, các bạn đều rất là lớn nhưng mà tâm trí thì rất là nhỏ. Cô giáo hỗ trợ luôn nha cô giáo. Ủa cô chăm cô chăm là từ cái lúc mà còn bồng được luôn á hả? Từ 3 tuổi là đã đi học ở đây luôn. À từ 3 tuổi là học với cô hậu luôn rồi. Trời coi chừng em đập cái tay lên đây nè. À, giỏi nè, giỏi nè. Đó, trời ơi. Nghe lời cô hậu quá nè. Ừ, lẹ đi đi về phải không? Ừ. Về ăn gà nha. Vậy đó hả? Muốn lẹ lẹ để về hả? Ủa bác Hương đâu rồi? Ừ. Rồi bác Xuân thay cái khẩu trang qua khám bên đây luôn bác Xuân. Dạ, anh ngồi đây nha, chờ xíu rồi nghe tư vấn nha anh. Dạ. Rồi thì ở trong này là phòng khám răng và bây giờ bên đây á là ở phía ngoài bên này thì hôm nay có thêm dạ. Bên này thì có tiến sĩ Yến. Nha coi là cô Dung. Ủa có coi cô Dung nữa hả? Trời đất ơi. Có coi cô Dung không? Có không? Cho cái này khám trước chứ hả? Có sao? Nè có coi cô Dung không? Dạ có. Có không? Dạ có. Không có nói. Không nói hả? Không nói hả? Nhưng mà ở nhà coi hả? Nhà coi YouTube đó. Ủa vậy đó hả? Trời ơi vô đây mà cũng gặp mà người đứng đây đi mẹ chụp hình với vậy đó vui. Đây. Vui hả? Trời ơi thương quá vậy. Ở đây coi đây coi đây coi đây vậy cô Dung. Trời ơi thương quá. Ủa mỗi lần bạn vui là bạn nhảy vậy đó hả chị? Đây nè ôm cô Dung nè, ôm cô Dung nè, ôm cô Dung nè. Đứng lên nè. Nè con ôm cô Dung nè, không sao hết á. Không sao, ôm cô Dung được không? Ôm cô Dung được không? Ôm cô Dung được không? Sao vậy? Mẹ chụp nè, mẹ chụp hình nè. Đợi cười lên nè, cười nè. Trời ơi dễ thương vậy hả? Trời ơi. Trời ơi hôm nay được trai thương nữa cả nhà thấy không? Con ngồi đây đi, con ngồi đây với mẹ đi chờ xíu. Chờ bác Yến khám nha. Chờ bác Yến khám. Không sao? Con đứng đây chờ nha. Con đứng đây chờ chờ xíu bác khám. Ở bên này thì là bác sĩ đang khám tai mũi họng á cả nhà. Sáng giờ bác khám ngon lành luôn hả bác? Ở bên kia em khám răng hơi chật vật xíu. Tại đông cách con quá phải không? Dạ không, các bạn sợ cứ thấy cầm dụng cụ rồi các bạn sợ. Đó thì rồi qua bên kia. Ưu tiên cho bác Yến hả? Vậy đó hả? À dạ. Trời ơi, khoa giỏi quá, vỗ tay nè.
Ôi ôi giỏi nè. Ôi, đẹp trai nữa. Đó, dễ thương. À, trả kẹo cho Bắc Yến. À, Yến là cho lại Bắc Yến, nó tặng Bắc Yến đó. Không sao con, vui nè. Bác khám xíu thôi nè. Không được. Không sao con, nha. Giỏi nè. Con khám chưa? Con khám chưa? Vậy đó hả? Ôi chờ xíu nha, chờ xíu nha. Trời ơi, giỏi quá nè, đẹp trai nè. À, số 1, đâu, đâu, số này số mấy? 1. Số này? 2. Không phải. Số này số mấy? Rồi, bây giờ đếm lại nè. Đây, mấy? 1. Số mấy? 2 hả? Rồi, số này số mấy? 3. Số này số 3 hả? Số này số 2 mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, con đọc lại coi, con đọc lại coi. Con đọc lại thử coi được không? 1. Ừ. 2. 2. 3. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Quá giỏi luôn. À hung hả? À mụn hả? Đâu 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 Dung coi. Trời ơi đúng rồi, có mụn luôn. Về nhà có rượu mặt không? Không. Không, rượu mặt là nó có mụn đó. Út nè. Sao? À vì út đè nó nặng rồi nó có mụn hả hay sao? Vậy hả? Ở trên này nó nè, về nói út đè ra nặng trên này luôn nè. Nha, cho nó đẹp trai nha. Trời ơi, giỏi. Con tên gì? Muốn nè. Sao? Em muốn cái tờ này hả? Đây, em có đây nè. Mẹ đang cầm nè. Muốn nè. Là sao? Không hiểu luôn á. Cô Dung bắt đầu tới cái lúc mà cần súp luôn rồi đó. Sao con? Nào bắt tay nè, nắm tay nè. Nắm tay nè. Con tên gì mẹ? Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Thanh Trúc ơi. Thanh Trúc à. Thanh Trúc ơi. Nè. Thanh Trúc à. Chưa nói luôn hả chị? Dạ. Dạ đó hả? Hồi giờ không nói luôn hả? Đừng có cho em múc tay nha. Đừng có bỏ tay cái miệng. Cho em múc tay hoài là cái răng nó càng ngày nó càng chìa, với lại nó không múc tay nha con. Trời. Trời ơi dễ thương. Đó. Chờ một xíu nha, tới con khám nha. Ừ. Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Quận 9 hả? Chị có mấy bé? À xanh có mình bạn đây hả? Vậy đó hả? Rồi, mà học ủa bộ bên quận 9 không có trường hay sao mà bạn qua tới đây? Hồi xưa là chị ở đây, ở bên quận Tân Phú. À hồi xưa chị ở quận Tân Phú. Xong rồi giờ về bệnh nhưng mà xin á là khó xin quá không xin được vô trường Thảo Điền á. À nên thôi chở về đây học, giờ khó đi xa. Trời là ngày nào cũng chở con từ quận 9 qua đây. Về. Ủa sao khó xin, bên kia cũng trường nhà nước mà mình xin đúng chuyển rồi, thôi. Đó lắm, má mẹ vô xin thì trường đó là đúng, không có nhận. Chứ là mình giống như mình mới về á. À vậy hả? Còn đây thì lúc đó mẹ cho nó học học trường tư xong thời gian nó vô đây. À, dạ. Với lại thôi con ở đây nó cũng mến cô rồi. Dạ. Thôi cứ cho học qua đây. Sao vậy? Cứ nhìn cái không nhìn lại là sao? Mắc cỡ à? Hả? Cứ nhìn cái không nhìn lại là sao? Hả? Trời chị, cô Dung nè Khanh. Chạy lại. Vậy đó. Hay lắm đó nha. Yêu cầu mà em đưa cái điện thoại sẵn sao tự nó mò vô. Ồ vậy đó hả? Bởi là... vì nó không biết sao mà mình nói nó không biết. Nó nghe, nó hiểu, nó này kia mình cái này không nói. Không nói hả? Hồi giờ không nói luôn hả? Ba má chị. À vậy đó hả chị? Nhưng mà từ cái lúc mà nhỏ là chị có phát hiện ra sớm không hay là? Lúc đó hồi nó 2 tuổi mấy á. 2 tuổi mấy là chị mới phát hiện ra hả? Xong rồi chị đi cho học trường sơ. À. Sơ tới 5 tuổi thì sơ mới nói là mẹ cho nó vô trường chuyên biệt đi. Dạ. Nó không có nói. Dạ. Rồi bắt đầu mẹ mới đi vô học ở bên Trung Sơn á. À. Sơn. 3 năm mới về Liên Kiệt. Vậy đó hả? Mấy năm mới về đây. Vậy đó hả? Gọi cô. Cô. Nào bây giờ bữa nay mình nói thêm cô thử có được không? Gọi cô nè. Cô.
mắc cỡ. Mắc cỡ gọi cô. Cô chịu mở nói đi cô. Nói. Cô. Gần ra rồi đó, gần được rồi đó. Cô. Ờ có. Má má hả? Má. Cô. Cô. Đó. Yeah. Thôi, đúng rồi đó nè. Cô. 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 Ờ đúng rồi. Ê, chị tập đó, chị dạy đi. Chị dạy hàng ngày đi. Đó, đúng rồi đó, giỏi. Đó, bạn cũng vui nữa kìa. Vui lắm. Đó. Cô. Cái không có quạo mà không có đánh bạn. Không, mỗi ngày chị dạy một chữ thôi, nhưng mà một tuần cho bạn nhớ xong rồi chị dạy chữ khác. Cô. Nói lại cái chữ cô. 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 Không, không phải ba. Nè, nhìn miệng cô Dung nè. Nhìn cô Dung kìa. Nhìn cô Dung nè. Cô. Không phải má, không phải má. Cô. 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 Được á chị. Chị dạy con mỗi ngày một từ thôi, đừng dạy nhiều. Một từ thôi, chị cho học một tuần liên tục đúng cái từ đó thôi, xong chị dạy từ khác. Qua đây là nó phát triển nhiều. Dạ, dạ. Dành thời gian nhiều hơn rồi, đẹp trai lắm. Lúc trước cô Dung biết đi tiểu đi này kia là vậy đó hả? Ờ, nhưng mà bây giờ biết chưa? Biết rồi, bây giờ là đặng này, nhưng mà lâu lâu có chứng là ví dụ như toilet, anh vô toilet thì không đi trong phòng tàu, đi ngoài. Vậy đó hả? Không sao. Nhưng mà sợ lắm, sợ mẹ la. Ai sợ mẹ la hả? Cái cũng la nó, mà nó đứng nó nhìn mình nó sợ. Dạ, thôi đừng có la con, tội nghiệp, thương. Con ngồi đây chờ nha, chờ bác Yến nha. Dạ. Ở đây nha. Dạ giỏi. Đó, ngoan, bạn ngoan. Dạ đây nha. Rồi. Chờ bác Yến xíu. Trời ơi, ở ngoài đây thì xíu. Sao giờ? Xíu. Ý là nãy giờ chờ lâu quá hả hay sao? Mới tới luôn. À mới tới hả? Chuyện không chịu khám. Khám đi. Cho vô khám luôn, ưu tiên đi. Đây. Ờ cho vô phòng nha đi, cô thấy chỗ nào mà trống cô cho vô trước. À dạ. Rồi ở khu vực ngoài này á là ở ngoài này có cái khu các cô tiếp nhận. Các cô tiếp nhận sẽ làm hồ sơ thủ tục cho các con. Dạ. Cá khó vô trước hả? Thương mấy cô lắm. Vậy đó hả? Cá khó cho vô trước không có mấy con đội ý đúng không? Đúng rồi, nó chạy liền. Nó chạy liền. Khó lắm là vô là nên chạy vô. Dạ. Phải đẩy gì đó. Rồi mấy cô đây thương lắm cả nhà. Mấy cô ở đây á là cái mức lương rất là cao cả nhà. Dung nghe cái mức lương của các cô thôi mà thực sự thấy nó rất là thương cả nhà. Các cô làm chăm các con như vậy đó, một tháng á là 5-6 triệu gì à. Rồi các cô mà ở đây mà hỗ trợ mà công tác vệ sinh á có 3-4 triệu à cả nhà. Trời ơi, Dung đang nghĩ không biết là tại sao mà có thể hoạt động được. Dạ, ở khu vực dưới này á thì có từng bác sĩ bác sĩ thăm khám. Không sao con, này giỏi nè, giỏi nè, giỏi nè. Giỏi nè con, giỏi, giỏi. Cái bé này khó lắm. Cái bé này khó. Nó đụng vô cái bàn tay đó. Nghĩa là không đụng gì với con người đó. Vậy đó hả? Đây này, con A miệng đây nè. Mẹ đụng được không? A, đó là A. Không, giỏi nó ngủ, không có mê. À. Bé tay một cục. A. Bé tay một cục luôn hả? Vậy đó hả, khó đụng vô con nữa, khó khám nữa cả nhà. Rồi các bác sĩ mà phụ khám thì cũng tương đối là cực. Dạy nè con, dạy nè con, dạy nè, dạy nè, dạy nè. Dạy nè con. Con há nè con. A nè con. A đi. Ồ, giỏi quá. Giỏi quá. Bự nữa. Đúng rồi. Rồi. Bự nữa. Hả nè, A lớn nè con. Bự nữa nè con. Hai xíu. Để bác sĩ coi cái mũi coi. Bác sĩ từ sáng giờ khám cũng hơi cực ha. Ờ, viêm mũi họng bự, viêm mũi họng. Viêm mũi họng nữa hả? Ờ, bác sĩ có tay thôi, cái tay thôi. Bác coi tay coi. Bác bỏ cây ra luôn. Rồi. Cái tay này ha. Bên này. Ồ. Đi ăn ơi, nhìn lên.
Cái gì bác? Không có cái hồ sơ của bé. Hồ sơ của bé hả? Ủa? Chị, hồ sơ của bé này đâu rồi? Bên nhân khoa hả? Khoan, mà bé tên gì đó chứ? Bé tên gì? Bé tên gì em lấy hồ sơ cho? Đức Khoa hả? Bình Đức Khoa. Dạ, dạ bắt tay. Dạ, em lấy cái hồ sơ cho bé xíu. Ủa, có cái hồ sơ nào tên Đức Khoa không em? Bình Đức Khoa. Bé không chịu hợp tác cái gì? Ủa, bé không hợp tác không có mà. Con dẫn bé lên bệnh viện luôn, bé nào quay luôn lên. Còn cái hồ sơ khám tổng quát của bé không có hả? Không có. Có cái tờ này à. Thôi. Chị, cho em cái tờ khám răng hàm mặt của bé Huỳnh Đức Khoa đi. Bình Đức Khoa có. Dạ. Trong này có mũi răng hàm mặt không à, trả cho nha khoa nha. Ừ, dạ. Tại bác sĩ đang cần nè. Cái tai mũi họng á hả? Đúng rồi, tai mũi họng cho bác một tờ. Hôm nay khám bên trường này hơi mệt đó cả nhà. Trời ơi, phải không? Dạ. Đó. Rồi ở khu dưới này. Ở khu dưới này thì là có các đơn vị cấp phát thuốc. Dạ. Đó thì là bên này thì sẽ có đầy đủ, khi mà các bé có bệnh lý hay là gì đó thì có đơn thuốc, thì ở dưới này là sẽ có thuốc luôn nha cả nhà. Dạ bác. Bác về hả? Anh này đi có việc. Vậy đó hả bác? Dạ dạ em cảm ơn bác. Dạ em chào bác. Dạ. Dạ. Em thấy chị trên make clip đúng không? Ủa, trên Facebook em thấy chị rồi đúng không? Dạ có, em cũng có trên Facebook mấy cái clip mà chị học A ba là chị đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa là, ý là có coi hả? Có coi liên tục luôn. A ba chị hay make clip đang, mà liên quan đến màu chị giám đốc xinh đẹp nè. Dạ. Cảm ơn cô. Cái nào con thích màu gì con lấy đi cho con chọn thoải mái luôn. Con gấu nè, con mèo có luôn nha. Đâu 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 đây hả chị, đây hả cô? Là cô cho chọn là nhìn đi nè. Nè. Thích màu gì? Thích màu hai cái. À, trời ơi, ý là lấy hai cái. Cái đó cho. Cái này hết luôn. Chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn đi, chọn lại nè. Thích cái nào? Không biết nữa. Cô Dung có được chọn không? Cái gì về nha. Tài trợ mấy này cho cháu đỏ đỏ xinh xinh đi, đỏ nó thích. Không. Dạ không anh, em tài trợ có cái này thôi. Có cái kem đánh răng này thôi. Còn cái này là em nghĩ chắc là các cô xin ở bên nào á, hỗ trợ bên nào á. Phòng giáo dục hả? Ai? Cô Uyên, phòng giáo dục. À cô Uyên, dạ. Dạ giới thiệu với cả nhà bác bác Tây, trưởng phòng y tế quận 10 cả nhà. Em đang quay trên clip em. Dạ. Hân hạnh biết cảm ơn giám đốc nhiều. Trời có gì đâu anh. Được góp sức xíu cho bà con, cho quận mình. Thực sự là cái vinh hạnh của tụi em á. Dạ. Bữa nay là anh A được quay lên HTV đó nha. Ủa, được lên HTV luôn HTV. Anh? HTV. Đài truyền hình thành phố. Trời Phương ơi, thiệt á. Phương Canh lấy cái link gửi chị Dung. Dạ, em cảm ơn. Quảng cáo không tốn tiền. Để ra chị Dung có tài trợ hết luôn. Dạ không, thì thật sự là ở đâu khi mà làm việc bắt tụi em cũng luôn. Dạ tụi em cũng ráng giúp sức gì xíu. Nói chung trong bắt quận mà có cái gì á. Em tay ngồi sở lắm. Dạ lâu lắm rồi. Lắm người bắt là kinh. Em tự có tay nói là biết gì lúc trong nhiều người. Dạ không, chắc em biết anh Tây với em chắc gặp nhau chắc em nghĩ chắc gần gần 8 năm 10 năm gì á. 8 năm 10 năm gì á. Dạ. Lâu lắm rồi. Từ thời em đang còn bên quận 6 mà. Đúng rồi. Dạ. 6. Dạ. Mà xã Bắc Cầu là ai ta? Bác Hương đang khám bên đây nè. Vậy hả? Bên phòng bác nữ đó. Ờ. Dạ. Lát đi gặp bác Hương đây. Dạ. Hay xíu nữa bớt bận xíu xong rồi trò chuyện xíu. Dạ. Có bác sĩ Hương, vợ của bác Cầu, trưởng phòng y tế quận nhất đang khám ở trong đó. Dạ. Dạ. Tay già rồi. Không già đâu mà già anh. Đây đây đây, qua đây con, qua đây con. Đây. Con lấy cái gì? Con thích màu gì? Con thích màu gì? Nè, có màu xanh nè. Vậy đó hả? Trời nè nè, nè nè có xinốt nè, xinốt nè. Không luôn. Xinốt nè. Nè nè. Cái màu nào? Nè, có con màu. Màu xanh nè con, màu xanh nè con, khủng long nè. Đây đây con, đây khủng long nè. Khủng long nè. Nè nè. Trời ơi, khủng long đẹp quá nè. Thôi,
đúng màu mới lấy luôn á. Dạ, chọn đúng màu mới nhận luôn á. Mấy clip đăng lên ví dụ mà hay thấy kẻ xấu á. À, ý là có coi luôn, ý là coi thấy em trên Facebook hả? Facebook đúng rồi, dạ. Đó rồi, ba, đúng không? Dạ đúng rồi. Đây, con thích cái nào? Thích cái nào con trai? Con thích cái nào? Con thích cái này đẹp nè. Con này là con hà mã. Các em chọn mấy cái màu gì á? Con nào có thích nào con lấy màu đây. Đây là con màu tím. Tím nè ông con. Đẹp nè. Ôi đẹp á. Không lẽ mình có cái gian trọng quà cho mấy bé trời. Dạ. Không lẽ em có cái gian trọng quà cho mấy bé trời, nãy giờ em thấy mấy bạn cứ lắc lắc cho em đưa hai cái là lấy hết á. Dạ thì sơ bộ một vòng rồi, cảm ơn chị nha. Em có kênh YouTube nữa nha, YouTube Dung Văn Dung Vẻ nha. Dung Vẻ không? Dạ đúng rồi, xem coi coi nha. Ừ, coi ủng hộ em nha. Xa like, xa like. Dạ em cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi vô Thủy. Thủy phải không? Em Dung. Em Dung. Dung à, dạ Khoa Anh nè. Dạ em đi. Dạ mấy bác đang ôm nhau kháng khích để chia tay đi về. Thì hôm nay thì phối hợp nhiều đơn vị á cả nhà. Dạ. Thì một buổi sơ bộ thăm khám cũng như là đi hỗ trợ bên phía Ủy ban Nhân dân quận 10. Thì hôm nay đến dự thì có chị Chủ tịch cũng như là có anh Hải Phó Chủ tịch nữa cả nhà. Thì Dung mong rằng mỗi lần mà làm những cái chương trình cũng như là làm sao Anna có thể góp sức được thêm nhiều nữa cho những cái chương trình sức khỏe của quận cũng như là bất kỳ nơi đâu mà cần đến Anna thì Anna đều đến. Dạ thôi Dung xin phép kết cái clip ở đây nha cả nhà. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác.